các chú có biết không? Mọi người nhìn bác vừa lúng túng vừa xúc động. Chú hùng mạnh dạn đáp: Dạ thưa bác, nơi ở của các cháu không chật chội ạ. Bác mỉm cười và nói: Chú ngoan đúng, nhưng chỉ một phần nhỏ thôi. Đối với các cháu của tôi, điều lớn nhất là phải bù đắp tình thương. Các cháu được sinh mất cha, mất mẹ nên ở đây các cô, các chú là cha và mẹ của các cháu, dạy cho các cháu dùng hết tâm lòng của người làm cha, làm mẹ mà thương xử, mà chăm sóc, dạy bảo. Và thay ở đây đối với các cháu còn em bị trại lính, thiếu cái ấm cúng của gia đình, dạy các cháu còn khuôn phép sống có kỷ luật, phải là đứng nhưng đừng để cho các cháu mất cái hồn nhiên, mất đi vui tươi thoải mái. Đừng biến cho các cháu thành cái con của nó. Các cô, các chú sẽ làm sao cho các cháu thấy trại trẻ tim đông này như là gia đình của mình. Đi xa thì các cháu nhớ, ở nhà thì các cháu vui. Được như vậy thì các cô, các chú đâu cũng phải rào dây thiết gai canh phòng nghiêm ngặt với các cháu. Rồi các con lúc đồng chí dựng cho nghe nghe con nhiều không? Thưa bác, nhiều lắm ạ. Nhiều là bao nhiêu? Đồng chí một cách hơi bối rối, bác nói ngay: quản lý các cháu thì phải biết cái hay, thì vợ cùng mọi đứa người thế thì mới có kết quả tốt được. Rồi bác nói chú thật đứng lên chọn cháu kim nhất ra đây cho bác xem. Em cũng đứng khoanh tay trước mặt bác. Bác cứ xuống bước đi nhìn nhẹ lên tóc của em và hỏi: nguyện cháu là gì? Dạ thưa bác, cháu là nằm của tôi hả? Ai là cháu của tôi này thế? Thì bác sẽ về đây